Hello mọi người. Chào mọi người quay lại video nha mọi người. Nãy giờ đi phát cỏ mọi người. Phát mới xong luôn mọi người ơi. Mọi người xem lúc đầu video mọi người thấy á, thì trong quá trình mình phát cỏ thì mình thấy ếch còn nhiều quá mọi người. Còn ếch ở đây nhiều lắm. Đó, bây giờ mình sẽ đi câu ếch vô làm vài món mọi người. Nãy mình đi phát cỏ nè. Phát cỏ chúng nè mọi người thấy không? Đó. Chúng con ếch đó, thấy không? Đây một con nữa nè. Đó, và ở đây có cái mương nước nè mọi người. Ở đây nó có cái mương nước đó mọi người nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đi bứt cái bông bụp mọi người. Bứt cái bông bụp để câu nó mọi người. Nói chung nó rất là dễ câu mọi người. Chỉ cần có cái bông bụp là câu được nó. Đó. Chỉ cần bứt cái bông bụp này. Mình đi lấy cái quay video mọi người. Để mình để cần câu đây đi. Mọi người cùng nhau theo chân mình câu vài con ếch với lại vô làm nướng ăn mọi người. Lại sẵn bạn mình nó có làm muối ớt chiên để chấm hải sản rồi thịt nướng rồi các thứ đồ á, nên mình cũng test thử coi cái muối đó ngon không mọi người. Nó cũng đang bán cái muối ớt á, muối ớt chiên dùng để ăn hải sản rồi thịt nướng đồ các thứ đồ. Thì mình sẽ sẵn mình sẽ câu mớ ếch rồi mình sẽ test thử coi cái muối đó ngon không mọi người. Câu ếch thì rất dễ dàng mọi người. Đây mọi người nhìn nè, có cái bông bụp nè. Đó, mình móc vô cái lưỡi câu. Nó không lấy nét được mọi người. Đó, mình sẽ móc vô lưỡi câu vậy là mình sẽ nhấp là dính thôi mọi người. Mọi người thông cảm, bên kia nhà cái bên người ta mở nhạc lớn quá mọi người. Đi ra xảy rồi. Đúng vậy.
nó nhảy mọi người. Dạ ôi nó mạnh lắm mọi người. Đó, một con chục con vậy thôi là đủ nướng nha mọi người. Con nữa mọi người. Dính rồi, trời ơi con này bự quá. Con này bự quá. Trời ơi. Trời ơi con này nó bự. 75 con này nó bự tùm bá luôn mọi người. Rồi. Ôi con này bự lắm. Con này bự chắc bằng bàn tay mình mọi người. Ôi nó bự. Ok. Sau một hồi lằn xoằn thì cũng câu được một chục con ếch như ý định nha mọi người. Quá đã mọi người ơi. Đâu rồi thấy không? À, bây giờ đi vô làm món ha mọi người. Bây giờ vô mần sạch cái mình nướng nha. Nướng chấm muối ớt. Cùng nhau theo chân mình đi nướng nó nha mọi người ơi. Đây, sau một hồi lần xoay quần thì cũng mần được cái đống ếch mới câu nha mọi người. Đó, hôm nay sẽ test cái muối ớt nha mọi người. Để trong thời gian chờ than nó đỏ nè mọi người, mình đi hái một ít lá này nè. Mọi người ở biết cái cây này là cây gì không? Đó, cây này mà ăn với lại thịt nướng là bao ngon nha mọi người. Cây này là cây lá dổi nha mọi người. Lá dổi. Ừ. Ăn rất là ngon mọi người, cây này ăn nó rất là thơm, nó có mùi xá xị. Ăn rất là tuyệt vời mọi người. Xá xị là cái gì vậy ba? Cái mùi xá xị á, mùi như nước ngọt vậy. Ba. Là cái mùi hôm bữa ông nói à, ba ơi. Ơi. Thì mai ba mua cái này cho con chơi đi. Con bỏ vô đây hết là con quay vòng vòng mất. Ừ. Rồi. Để mình đi rửa sơ cái mọi người. Hello, hello mọi người. Rồi, than cũng ok nè mọi người. Than đỏ nè mọi người. Nướng thôi mọi người ơi. Chiến đấu thôi. Món
ớt nướng mồi chấm muối ớt nha mọi người. Mình sẽ test thử cái muối ớt của thằng bạn mình, nó đang bán mọi người, nó đang muốn bán nên mình sẽ test thử coi cái độ ngon của nó như thế nào rồi mình mới dám bán mọi người, nên bây giờ mình sẽ test thử thôi. Mình sẽ test trước cho mọi người xem thử coi nó ngon không rồi mình sẽ bắt đầu bán cho mọi người nha mọi người. Vì mình muốn test muối nên mình làm ớt nướng mồi để cho nó có cái hương vị gọi là đặc trưng nhất, gọi là bình dị nhất, để mình không có lẫn lộn giữa gia vị và những cái muối á mọi người. Nên mình sẽ làm ớt nướng mồi. Thôi da, con này còn sống mọi người, còn sống nó nhảy ra ngoài nè, lên luôn, nướng tí cũng chết, nướng cũng chết luôn cũng mọi người. Quay thì nó cũng chín rồi nè mọi người, đó chín rồi đó mọi người. Wow, ngon quá mọi người ơi, chạy nước miếng nha, ớt nướng mồi nha mọi người, ngon quá. Để mình test thử cái muối coi nó ngon cỡ nào nha. Quá ngon rồi mọi người ơi, trước khi mình phải lắc đều nó lên nè, lắc đều nó lên, tại vì mình để nó sẽ lắng gia vị xuống mọi người, nó sẽ không đều, mình phải lắc lên đều lên để muối ra. Wow, đang nóng luôn mọi người ơi, còn một chín đây nè. Nóng quá, nóng lắm. Wow, nóng quá mọi người, quấn cái đùi xuống đi. Dạ, nóng quá. Nó nóng vãi lòng luôn đó mọi người. Nè, quấn cái đùi nè. Ngon quá, xúc tắc mọi người ơi. Quá ngon. Ai miếng lá giỏi rồi nữa. Còn đã ngon quá, xuất sắc luôn mọi người ơi, xuất sắc luôn mọi người ơi. Mệt muối vừa ăn nha mọi người, ngon lắm mọi người ơi. Cái đùi nè, đã ngon quá mọi người, nóng quá, ăn nóng bao ngon mọi người.
ngon quá ngon rồi. Ngon lắm nha mọi người ơi. Quá ngon luôn. Ngon quá. Ngon. Ngon vô cùng luôn. Ngon quá mà ngon. Ếch nó già quá, xương cứ ngắt mà không nhai luôn xương được. Xương cứng quá. Ngon. Ngon chút thắt mà. Nóng quá. Ít bữa nữa mình sẽ thêm này vô chỗ hàng, thêm cái món ớt, muối ớt này vô nha mọi người. Ngon. Xúc tắc. Đang nướng nóng mà. Vừa nướng vừa nóng. Ăn. Ngon bãi lòng. Gà rất sỉ thơm. Ít muối nướng nữa, rất ngon. Con này nướng giòn, cũng đã. Tết hai con của mình một coi mọi người, con này mình đem lên cho bà xã với là mấy đứa con của mình ăn mọi người. Kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Ngon lắm mọi người.